Malamaz, Malamaz, Yuri, Holman, Malamaz, Oklahoma, Malamaz, 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 Yuri, Malamaz, 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 anh vừa đạp 13.000 nữa không đủ. Năm tiếng nữa thiếu tí thì cứ ứng ra về anh đưa nhé. Chắc là 5 tiếng rồi. Alo. Alo. Vâng, quân kia có 2 Katha, 1 Summer và 1 quân gì đó nữa. Rồi chúng ta hãy cùng xem lại sau. Và đây là màn hình máy Yamamoto của Chocolate BB. Yugi cầm Hitty, He He cầm Phoenician và Meo Meo cầm Sang. Quân bài được đánh giá là 1-10 và 1-5 dành cho các game thủ bên phía Liên Quân. Bên kia thì có Van Kim Tan và Mỹ Đình là hai người cầm Catanian. Boy Bướng Bỉnh cầm cái quân gì đó và Chuồn Chuồn cầm Summer. Như vậy là quân bài sắp xếp cũng như là quân bài là Bắc Bình rồi. Chúng ta hãy cùng đến với màn hình máy người đầu cánh. Khi mà vâng, người đầu cánh là He He. He He cầm vô. Và He He sẽ đánh cái gì khi mà trong cánh của anh là game thủ Meo Meo cầm Sang. Một bài phô mà đã có cả voi cả hiêu về nhà. Khá là tươi rồi. Đôi voi dành cho game thủ He He. Hôm nay thì Liên Quân Sky Red, vâng, Trường Sa, Trường Phát ra quân với đội hình đã từng hạ gục team Hà Nội ở trên quán Meo Meo Club. Vẫn như gương mặt quen thuộc, vâng, Yugi, Meo Meo, BB và He He. Trong khi đó thì bên phía Hà Nội là có Mỹ Đình, Chuồn Chuồn, Tuti, Văn Lớp. Một bài mà Phoenician cực kỳ đẹp, các bạn có thể nhìn thấy. Nhà cực đẹp. Đồ ăn là đã đủ và game thủ He He anh sẽ đánh cái gì? Có nghĩ trận này He He sẽ là người mà đánh cung cho game thủ Meo Meo là người dâng lờ lên chém. Vâng, Phoenician trận này tôi nghĩ sẽ là người đánh cung và Meo Meo là người dâng lờ lên chém. Meo Meo sẽ là người dâng lờ lên chém, như vậy nó sẽ là hợp lý hơn khi mà nhà Phoenician là cực kỳ đẹp. Chúng ta hãy cùng đá qua nhà màn hình máy của thủ Meo Meo xem nhà anh như thế nào. Đây là Meo Meo. Vâng, nhà Meo Meo như thế này thì anh không đánh chém thì còn cái gì nữa. Vâng, chém chặt bài này luôn. Một bài 23 dân và lên đời sớm thôi. Vâng, như anh lại vừa đóng e hay là anh lại chui vào cái hốc trên này. Cũng có một cái hốc dành cho game thủ Meo Meo. Nhà cũng rất là giàu. Vâng, khoảng phút thứ 9 rưỡi thì chúng ta quay lại với Meo Meo xem anh đánh cái gì. Yugi đâu? Đây là Yugi, cũng có một bầy hiệu khá to về nhà chính nhà mình. Và đừng nói với tôi là bài này mà Yugi vâng, anh đánh cái gì đây? Đầu cánh mà là đánh cung chẳng, hơi bay. Bên kia thì có 3 chém. Vâng, trong khi đó thì có một chém tuyển Yamamoto thì phải. 2 Catanian và 1 Summer. BB cầm IA. Và BB bài cũng cực kỳ đẹp. Vâng, kích đời ở 8 phút 05 với cả 26 dân Yamamoto. Quân bài, quân cũng như là bài bên phía Liên Quân trận này cực kỳ đẹp. Chúng ta cùng quay lại với màn hình máy với cái tuổi He. Như vậy là He He đánh cung. He He đánh cung. Bo nhà như này chắc chắn He đánh cung rồi. Đã là chiếc S thứ 3, à vâng, thứ 2. Cái mặt này sẽ là mặt BA chăng? Vâng, chuẩn bị cắt dân ra. Đây là gì? Đây là... vâng, BM chứ. BM và BA, đúng rồi. Kiếm thủ He He đánh cung. Và Meo Meo đánh gì? Đây là Meo Meo, vâng, là kích đời rồi. Và là một bài dâng lờ của He He, à, kiếm thủ Meo Meo. Đúng như tôi dự đoán.
Mèo Mèo sẽ là người dâng lờ, gặp ngay Van Kim Tan và Mèo Mèo sẽ ôm chết Van Kim Tan trong trận này. Vâng, nằm xuống đi. Van Lớp trận này sẽ gặp ngay game thủ Mèo Mèo lên đời cực sớm. Một bài 24 dân dâng lờ, 23 dân dâng lờ. Vâng, trong này là game thủ Bôi Bóng Bình cầm. Cầm gì? Bôi Bóng Bình là người cầm gì đây? Bôi Bóng Bình cũng đánh chém Iamoto. Vâng, một bài Iamoto của game thủ Bôi Bóng Bình. Van Lớp là người cầm Catania nằm trong cánh của Iamoto. Hai Kata, một Ia và một Summer. BL thứ hai và sẽ là một BA nữa khi mà game thủ Mèo Mèo lên đời. Vâng, chuẩn bài luôn, nâng bánh xe. Vâng, Mèo Mèo đòn đánh như tôi đọc luôn. Một trận đấu mà game thủ Mèo Mèo đang đánh rất chuẩn bài. Iamoto của game thủ Tuti sẽ rất là khó lòng có thể chống đỡ được cái tên này. Và chúng ta cùng đá qua màn hình máy của game thủ Yuki khi anh một mình nằm ở bên cánh bên kia. Đây là Yuki đang giật hốc vào trong này. Một bài hit ti đầu cánh và anh quyết định đánh thẳng cung. Và gặp ngay Summerian của game thủ Chuồn Chuồn. Gặp ngay Summer của Chuồn Chuồn và game thủ Ehe. À, BB anh đánh cái gì? BB đánh cung, à đánh chém và anh gặp Mỹ Đình Catanian. Một bài Catanian của Mỹ Đình kẹp xăm giữa hai nhà Yuki và game thủ BB. Yuki đang khá là liều lĩnh khi anh đánh thẳng cung Hitty. Có lẽ là Catanian của Mỹ Đình không dò thấy Yuki thôi. Chứ nếu mà dò thấy Yuki thì lúc này có lẽ Yuki đã nằm chặt rồi. Cánh này đang không tươi cho lắm. Và chúng ta hãy quay lại với Mèo Mèo để khi mà đây rồi, Mèo Mèo đã ăn tươi được nhà của game thủ Iamoto. Bây giờ thì lên bánh xe xong và chạy thôi. Catania là người dâng lờ cho IA, nhưng mà IA cũng đánh chém. Vâng, Van Lớp chuẩn bị đi hết dân trong này. Bò vào anh ơi, đúng rồi. Hai chiếc BE kín luôn bãi gỗ. Đây là gặp cầu thủ Mỹ Đình ăn hoang giữa bản đồ. Vâng, Van Lớp chưa có bánh xe thì anh sẽ chạy đi đâu trong tuần này? Chạy thôi. Vâng, của bãi vàng. Một bài mà game thủ Mèo Mèo ôm chết được Tuti những phút đầu tiên đã làm cho Tuti rất mất tay và phải chạy dân rồi, thế là tốt lắm rồi. Van Lớp cũng là một người lên đời cực kỳ sớm, anh không hề vớ vẩn. Chúng ta hãy quay lại với game thủ He thôi, khi anh là người nằm trong cánh Ponesian. Đây là He. Tham lai là 50/64. Đang bị game thủ Iamoto Bôi Bóng Bình công vào, anh có để ý hay không cái hàng E trên kia? Đấy, đúng rồi. Thêm một hàng E nữa chỗ này. Để chém IA lọt vào sẽ rất là mất tay. Nhất là một người mà chém vâng, cực kỳ là nguy hiểm như game thủ Tuti. Và vừa mới đen cái E ra thì game thủ Tuti lao vào, cẩn thận cây gỗ cái bị cái E. Một pha mà chết hụt của game thủ He He. Chỉ cần chậm một tí nữa thôi là anh sẽ nằm sàn. Cái E, đúng rồi. Đấy, cái cần phải ken vào đấy. He He có lên cung ai không? Vâng, có bãi vàng rất đẹp trong này. Anh sẽ đứng thủ ở nhà thôi. Vâng, Tham Lai thì rất là bất ngờ, đang bị đè lại. Các game thủ Hà Nội đang đè Tham, thế nó mới ảo. Bây giờ thì game thủ Mèo Mèo đang ở đâu? Đây là game thủ Mèo Mèo. Mèo Mèo thì đang công vào nhà và game thủ Van Kim Tan. Quay lại với Hitty của Yuki thôi. Đây là Hitty của Yuki, 34/36. Và anh đang được game thủ BB mang chém sang để giữ nhà cho. Catania là một bài mà chém thủ ở nhà. Đi được game thủ Chocolate BB xong thì anh quay về chém thủ. Trong khi đó thì nhà game thủ Yuki thì đang bị game thủ Chuồn Chuồn cũng như là Mỹ Đình công vào. Một lượng cung Samaria rất đông. Yuki vẫn đang dù thủ tươi nhà mình. Với sự trợ giúp của game thủ
BB chém Miyamoto. Em ơi, chơi một bộ hút, hai bộ hút. Vâng, Tham Lai Yuki thì đang không thể nở được khi mà bị hai người công vào. Chuồn Chuồn và game thủ Mỹ Đình đang hợp sức với nhau. Cùng Summer rất đông, nhưng mà game thủ Chuồn Chuồn đang không công quyết liệt cho lắm. Anh vẫn chỉ phơn ở ngoài thôi. Một lượng dân rất nhiều của game thủ Mỹ Đình. Thôi chạy thôi, boy bóng mình đã đi sai. Một trận đấu mà game thủ he, anh không cần đẩy quân đi, chỉ cần đứng thủ ở nhà và sau đó đẩy một tên vào nhà boy bóng bình và các game thủ Hà Nội quyết luôn. Một trận đấu nhàn thôi, vâng, rất đơn giản. Khi mà sang của Mèo Mèo đã chém chết được game thủ boy bóng bình ngay từ đầu, đã làm cho bóng bình cực kỳ yếu ngay từ đầu rồi thì không có cái gì khó hiểu cả. Phonesian chỉ việc xong châu cung và đẩy quân ra là xong thôi. Tỷ số hiện tại đang là 1-1. Và một bài mà game thủ Hoàng Bình nhận đồ bơm. Anh đã âm 1.500 đồ. Và sau khi bị ốp hết dân thì anh quit luôn. Tỷ số là 1-1 ở set đấu đầu tiên. Chúng ta hãy cùng chờ đợi trận đấu tiếp theo.